Vâng, chào mừng các bạn đã đến với linh kiện 789.vn. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiến hành test toàn bộ 50 mạch tiền khuếch đại NE5532. Thì số thứ tự hôm nay mình sẽ test là từ 01 đến 50. Thì hiện tại giá sản phẩm bên mình đang bán với giá là 70.000 một bộ sản phẩm như này. 70.000 một mạch nhé các bạn. Thì bên nhà sản xuất có đi kèm luôn cái jack kết nối để các bạn về kết nối nhé. Ok, thì nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm thì vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc là có thể truy cập vào Sendor, Shopee, Lazada để đặt hàng nhé. Các bạn tìm kiếm shop của mình có tên là linh kiện 789. Ngoài ra các bạn đặt hàng trực tiếp tại linh kiện 789.vn cũng được nhé. Ok, thì trước khi đi vào test thì mình nói sơ qua về cái mạch, công dụng của cái mạch này. Thì cái mạch này nó sử dụng cái nguồn vào là 12V, 12V đơn. Thì tác dụng của cái mạch này là nó làm cho tín hiệu đầu vào của các bạn là nó ổn định hơn. Ví dụ như trường hợp các bạn dùng một cái thiết bị điện thoại chẳng hạn, các bạn đưa vào cái âm ly tín hiệu đầu vào, nhưng qua những cái sợi dây như này, đây, qua những sợi dây này thì nó giảm cái tín hiệu, nó giảm cái hiệu năng tín hiệu đi vào âm ly hoặc là vào mạch công suất của các bạn nhé. Thì sau khi kết nối qua cái mạch khuếch đại này thì cái tín hiệu của các bạn nó ổn định và nó làm cho cái mạch công suất của chúng ta hoạt động nó đầy đủ công suất hơn nhá. Thì ở trên đây mình đã kết nối sẵn một cái bộ ở trên đây rồi, thì mình sẽ làm sẽ sử dụng cái bài nhạc để test sự khác biệt là trước khi mình kết nối vào mạch khuếch đại và sau khi không kết nối vào mạch khuếch đại nhá. Đây mình sẽ sử dụng cái bản nhạc của kênh Nhạc Sống của mình test cho các bạn nhé. Thì ở đây mình kết nối trực tiếp mà không qua mạch khuếch đại. Đấy, mạch tiền khuếch đại. Thì mình sẽ mở nhạc lên để xem sự khác biệt nhé. Như các bạn đang nghe là tín hiệu đầu vào là chưa qua mạch tiền khuếch đại. Thì bây giờ mình sẽ rút ra để cắm vào cái mạch tiền khuếch đại nhá. Đây, cái jack của cái mạch tiền khuếch đại nhá, mình cắm vào này. Cắm vào nguyên bản là cắm trực tiếp vào cái mạch khuếch đại nhá. Hát rất bé nha các bạn nhá. Thế mới biết là sự khác biệt nha các bạn nhá. Đây mình sẽ kết nối lại nhá. Mình cắm một tín hiệu đầu vào một kênh nhá, thì chứng tỏ là nó hai kênh nó vẫn hoạt động riêng biệt nhá. Đây là một kênh. Được cả hai kênh. Vậy là cái mạch đầu tiên
hoạt động rất là tốt rồi nhé. Thì mình sẽ đánh dấu lên cái sản phẩm này để gửi hàng cho các bạn nhé. Thank you.
hôm nay chúng ta cần phải thử để xem. Thank you.
Mạch này nó bị một kênh, nó bị nhỏ nhé. Mình để lại sang một bên nhé, để bù cho cái khác.
Thank you.
sống ta ươm xưa.